ván đó mà mình ráng trụ thêm được một round mà sau ván round đấy thì mình củng cố đội hình được là được. Tại bây giờ có Garen 2 ngon rồi, có con Gwen ngon rồi. Thí dụ mà đánh với AP nhiều thì mình có thể bỏ hai con hiệp sĩ đi, mình thay con Lux với con đấy vào. Mình bỏ con Leona với lại con Bobby đi, mình để con Thresh lại. Mình thay con Lux vào là mình vẫn giữ được thiên thần, mình có thêm bí ẩn, rồi thêm con Lulu nữa. Đấy, hoặc là feed đồ cái gì gì đấy. Để thêm được hai ẩn nữa thì mình đánh với nhà AP được vẫn ngon, là mình đánh bốn hiệp sĩ. Bốn hiệp sĩ ba ẩn cũng được. Đấy, có con Gwen hai cầm quân đoàn là đang ngon rồi, nhưng bài mình không còn máu. Phải trụ cho đến lúc con kêu nó lên hai thì mới được. Con kêu một yếu lắm, kêu một bây giờ yếu xíu à, tại vì cái phần trăm đam chuẩn theo sức mạnh công kích của nó còn có 60% thôi nên nó yếu lắm. Hồi trước kêu một đấy là 80%, kêu hai là 90%, nên kêu một nó đã khỏe rồi, nó chỉ cần cầm hai bị ép kêu một thôi là nó đã gắn rồi. Còn bây giờ kêu một còn có 60% thôi, và 100 đam nó đã có 60 đam chuẩn à. Hồi trước 100 đam nó tới 80 đam chuẩn, nó khác. Nó nớp con kêu một rất là nhiều, còn con kêu hai nó nớp ít. Bây giờ bắt buộc phải lên được kêu hai thì nó mới có đam, còn kêu một thì nó yếu lắm, không đủ đam. Mà mấy ông cứ kêu đồ tăng ngon được kêu ra rồi, đồ đẹp đẹp cái lên gì, đẹp bao nhiêu mà kêu một cũng thua thôi. Bạn nhìn bài chúng nó đi, Yasuo 3, Yasuo bụng nó bửa vào mồm cho ông chứ ở đấy mà đẹp đẹp cái lên. Afe đồ đẹp, Yasuo đồ đẹp, tăng đồ đẹp luôn. Ôi mẹ, mình đi trước rõ ràng mà. Alo, kêu một tăng ngon vẫn khỏe đấy. Yasuba nó vả cho chứ mà khỏe. Bạn không thấy cái tia cùng cung nó nảy con kêu hai hit chết luôn kêu được. Rất tinh thần thì không có. Một sao đụng nhẹ cái bốc hơi. Cứ khỏe thôi. Mình nói thiệt với các bạn, bài thì ai cũng muốn chơi, chẳng hạn Assassin, Assassin thì ai cũng muốn đánh cả. Quan trọng nó là con 5 tiền, đâu phải lúc nào muốn đánh là ra đâu. Tùy thôi, hên xui lâu lâu nó ra cho thì đánh, lâu lâu mới đánh được một ván. Chứ dễ gì. Long tộc này, cú đi ạ. Bắn máu luôn. Đó, long tộc của mình cũng chỉ để kiếm ít tiền thôi, eco tiền thôi. Đồ này đâu có đánh được long, đâu có đánh được AP đâu, mua con này đi. Biết đâu đánh Raven với lại Sivong này sao. Hết trận này chắc xuống ăn cơm là vừa. Kiếm này ngon. Chính Good xin trân trọng gọi là mẹ hân hạnh tài trợ chương trình này. Auto Chính Good.
dân. Thôi ván này đánh kiểu cung cung được rồi đấy. Bán con này, bán con này, sắp xét cung cung tiếp, giữ tí máu đi. Ván này đi nhặt thêm cái BF, nó là cung cung hai kiếm là đẹp rồi. Đỡ mất máu cái. Được quả trứng to này. Tí nữa vứt IRE vào là đẹp, ok. Ván này đáng làm quả 6 quân đoàn với lại là Raven 2 BF cùng cung thôi. Món thứ ba là món gì tùy, ra gì cũng được. Thiết kiếm bàn tay cái mẹo gì cũng được hết đấy. Bàn tay tiềm năng rồi hai kiếm vô cực mẹ diệt rồi mẹ đại bác đéo cũng thầu hết đấy. Nóc cái gì, không có đánh nóc. Tôi sẽ không đánh những con Rune 3 sao đâu. Cút đây. Đừng xúi đánh những con Rune 3 sao. Never. Đánh 3 sao thì chỉ có đánh 1 tiền thôi. Đéo chơi 2-3 tiền đâu, đừng có xúi. Thằng này chắc không lấy BF đâu. Nhìn là biết. Nên BF là của mình. Này, BF như thế này mà lấy BF làm gì nữa. Raven này còn dùng hai nước mắt được không? Được, hôm nay mình mới trận xài hai trận Raven hai nước mắt thôi. Một trận top 1, trận top 2. Thực tế thì con Lucian xài cái cung cung này cũng được. Bây giờ nó bắn ulti có cung ulti cung cung mà. Đúng rồi, hai nước mắt ánh sáng hơn. À, bây giờ giữ máu là được rồi đấy. Bây giờ win cũng được. Ôi trời ơi, lần đầu tiên thấy Natalie siêu né các bạn ơi. Né quá lên luôn. Lần đầu tiên trên cuộc đời chứ con Natalie né nhiều như vậy. Ui, ba con nóc tần một lúc kìa. Game lừa rồi. Ảo thật đấy. Đánh cái gì, không có đánh. Đéo đánh đâu, lừa đấy. Vậy là tôi muốn đăng. Tôi đang làm content The Raven. Ngắm ba con nóc. Đéo. Vào mà chơi, tôi chơi với ông chơi. Vậy cho nó vuông. Ý kiến con khờ. Gài tao à? Gài tao à? Không dễ đâu. Gài tao. Quê đây. Bớt gài. Bớt gài.
Raven, Asan, Lucy. Đấy. Chơi game mà hù. Chơi game cứ hù thôi. Chơi game mà cứ thích hù nhau thôi. À, cái custom mà tạo custom 5 video á thì hiện tại nó đang trùng lịch. Nó đang trùng lịch với cái ngày mình đánh giải. Nhưng hiện tại mình chưa nhận. Thì bên đấy đang hỏi mình xem là không muốn rời sang ngày nào không. Thì mình cũng chưa biết từ giờ tới đầu tháng sau là dính hết giải tài le á. Giải này xong nha. Giải Intel xong nha, giải Nemo xong là qua đến giải của OTA. Giải OTA xong là đánh xong giải OTA là tiếp tới đó là giải của bên Anon Võ Lâm. Giải của cộng đồng. Nên bây giờ dính tè le giải hết. Không biết sao. Nha, thua kìa. Năm long tộc á hả? Đồ đam này đâu có ham năm long tộc làm gì mà ăn. Đồ đam năm long tộc làm gì? Red 2 cần nhé. Chơi game chơi đồ đam chứ ham năng tộc thôi. And so darkness I become. Xong round này bắt đầu mình chuẩn bị là chắc chưa roll đâu, xong round này chưa roll ấp thẳng 8 đi rồi luôn. 8 đến 6 con đoàn, một con threat, một con ulti. Để long kiếm tiền. Tiền chứ. Không thì ốc thẳng 8, nếu mà có Asan xoay sang đánh luôn. Có con Asan ấy, xoay sang đánh Asan cũng ngon. Cùng cung 2 BF đánh Asan ngon. Bây giờ chắc là lượm đồ tanh nhỉ. Bây giờ lượm cái đai máu để làm cái vút 7 là đẹp. Là cái vút 7. Bây giờ cuồng đao cuồng cung, cuồng đao cuồng cung, bàn tay cung lý, quyền năng, hai nước mắt đại bác, hai BF vô cực diệt, đủ các thứ, cái gì cũng lấy được.
tiềm năng mà. Việt Nam là hơi xịn đấy. Quyền đồ này mình chuyển sang mình đánh con Ác Sang cũng được, khỏi hút máu. Chơi lầy luôn, khỏi hút máu cũng được. Đồ tan làm gì? Đấy, đồ này tí Raven chọn hơi tít. Đam siêu khủng, siêu to khổng lồ. 6 quân đoàn nha, đồ này phải 6 quân đoàn. Ốp 8 rồi. Tè tè ốp 8 rồi. Hơi giàu. Hôm nay 2 Raven 1 Diego rồi. Chơi dễ nhỉ. Công nhận luôn. Chơi game hơi dễ. Nhưng mà cũng không có đồ của Raven nhiều á. Chịu chưa? Nhận đây máu nhé, làm gì chìm được tội cũng được. Giờ bắt đầu slow zone dần là được nhỉ? Hay lên 9 luôn không ta? Có một thằng chơi The Raven. Thằng này thì chơi Afe. Cũng có thể là chơi Raven. Không, Afe rồi, xoay Afe rồi. Là xoay Afe rồi. Nhìn màu là xoay Afe. Xoay Afe rồi. Hai thằng chơi The Raven. Thôi chắc là roll đi. Roll miếng đi. Roll kiếm Raven xoay dần đi. Đeo rồi này. Kêu thì lượm thêm cái BF à? Làm quả giáp tinh thần, quyền năng, hai kiếm,
đánh 6 quân đoàn cũng được. Sáu quân đoàn mà thiếu tốc đánh cái gì ba? Sáu quân đoàn mà thiếu tốc đánh, alo? Ui, mất rồi. Đây máu. Má, sáng mới cay. Thằng này nó đang cần Asan luôn, nó mới nhạt đấy chứ. Xui. Đàm hơi ảo ma Canada California. Hơi ảo. Lên chép, bỏ rác, đánh 6 quân đoàn. Một rìu 1000 đa. Tăng mềm kệ, đã nói đến quân đoàn là lấy công làm thủ mà mấy ông cứ sợ tăng mềm với sẽ tăng không mềm. Đã lấy công làm thủ mà mềm cái gì? Trình chủ tọa Solari. And so darkness I become. Rao sao ấp chết. Sao quân đoàn. Này đổi Asan đã luôn rồi. Châm đàn.
Máu. Cảm giác vẫn yếu đuối quá nhỉ. Tới. Thì đội hình nhiều một sao á, vẫn còn hơi yếu. Đánh theo kiểu rớt lên mà. Chắc mình nghĩ là thú tượng hoặc là giáp gai là đẹp chứ. Raven đam to á, 400 đam không. Reo chiến mà reo 1 à. Đội hình này phải update lên 2 sao hết. Riven này Naughty reo lên 2 sao hết thì có tăng cứng. Nhiều tăng hơn. Không có. Được con kêu hai dấp lửa Ire.
mẹ reo một kêu một dễ có kẹp. Ông có thấy đội hình mẹ đăng minion đâu, các bạn cứ kêu dễ đội hình siêu minion luôn má, cứ dễ thôi, đéo hiểu dễ cái gì luôn. Trời ơi, má giờ này đâu được leo na 2 mà có xài đâu. Cứ dễ thôi. Má cái này dễ. Chết mẹ, Lucy nó sấy chết thế này. Galio nó trâu. Nay thì dễ, nay thì dễ, nó đấm cho không trượt phát nào thì dễ. À con Lucy nó trâu quá, à con Galio nó trâu quá. Đấy cứ dễ thôi. Ba cái bút bẫy. Thôi lấy cái dè kè ngon hơn. Lấy bốn cái ba cái bút bẫy đi. Đâu. Thôi reo hai rồi. Trời ơi. Vâng, kêu vẫn một. Kêu kiểu gì? Má Riven đang đâm đồ kìa. Đang đâm đồ xì tay. Xì tay đang đâm đồ căng thật. Chết. Rồi hay quá. Top 2. Giờ kìa. Chắc không cần đâu. Thêm đồ tăng đi. Tuyến trên của mình cần thêm đồ tăng. Hai con kêu vẫn một được ạ. À. Tài thật đấy. Mày rồi.
bố nó bắt mày rồi. Đúng rồi. Phải xếp như vậy không có Lucy nó xây chết. Đấy cứ đỏ thôi đi score lại đấy. Level 9 đấy, level 9 run còn đéo được kêu 2 đấy. Thằng nào kêu run level 8 đi. Nãy giờ bố mày run cả trăm tiền level 9 rồi đó. Mà nó còn đéo lên kêu 2 đấy. Đó kêu run kêu level 8 nữa đi. Run run con nha. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch.